hướng dẫn xuất bản video với Filmora 12. Tìm. À đủ. Video kèm ảnh bìa chuẩn Full HD. Đã nhỉ. Sao mình lại không làm cái video hướng dẫn xuất bản video với Filmora 12 để cho các bạn theo dõi. Các bạn có toàn phải xem lại cái bản 11 hoặc bản 9. Ok, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nào để xuất bản video với phần mềm Filmora 12 cho tất cả các nền tảng nhé. Bao gồm YouTube này, TikTok này, Instagram này. Các bạn sẽ hiểu cái cơ bản là các bạn có thể xuất bản video cho tất cả những cái nền tảng đó. Rất là đơn giản, kể cả bạn dùng các phần mềm edit video khác cũng được nhé. Ok, giờ sẽ đi vào phần mềm nhé. Đầu tiên là đây là cái Filmora 12 của mình nhé. Hiện tại mình đang sử dụng là bản 12.3. Bạn nào mà muốn cập nhật lên cái bản này ấy, thì nhớ xem cái video mình vừa mới đăng thôi, cách đây mấy tiếng gì đấy, hướng dẫn cách để cập nhật lên Filmora 12.3. Còn bạn nào mà muốn mua bản quyền của Filmora, bản trọn đời hiện tại là giá 1,6 triệu nhé. Các bạn xem thông tin mình đặt dưới phần mô tả. Ok, bây giờ mình sẽ tạo một cái dự án mới nhé. New project. Không hiểu sao dạo này lâu lâu không làm video nó nói nó cứ nhịu ấy. Thì trước tiên để mà xuất bản video ấy thì các bạn sẽ hiểu cái đơn giản nhé. Một cái video các bạn làm ra, cho dù các bạn có tự quay hay là các bạn tạo từ video hoạt hình các thứ ấy, thì nó phải đảm bảo 4 cái yếu tố. Một là tỷ lệ khung hình nhé. Thứ hai là kích thước gọi là resolution. Thứ ba là cái số khung hình trên giây còn gọi là FPS, frame per second ấy. Thứ tư là cái bitrate. Bitrate là cái gọi là số lượng pixel mà có ở trong video của bạn ấy. Bitrate càng cao thì video các bạn chất lượng càng tốt. Thì khi mà các bạn bắt đầu edit video thì các bạn phải set up cái dự án, tức là phải cài đặt cái thông số cho dự án nó chuẩn theo cái nền tảng mà bạn muốn up lên. Ví dụ cho YouTube thì các bạn sẽ chọn tỷ lệ khung hình là 16:9 cho video YouTube dài. Còn video cho YouTube Short thì các bạn sẽ chọn tỷ lệ khung hình là 9:16 hoặc là 1:1. Thì cái tỷ lệ khung hình 9:16 tức là tỷ lệ dọc ấy, 9:16 hoặc 1:1 đấy thì các bạn có thể dùng cho TikTok hoặc là cho Instagram luôn. Làm ra là các bạn cân nhắc khi mà các bạn bắt đầu edit dự án nhé, bắt đầu làm dự án để up lên một cái nền tảng nào đó. Ok, trước tiên mình sẽ tạo một cái dự án và xuất bản một cái dự án cho video YouTube dài nhé. Thì video YouTube dài thì các bạn sẽ chọn tỷ lệ là 16:9. Thì các bạn chọn tỷ lệ ở đâu nhé? Các bạn ấn vào đây nhé, ấn vào file. Sau các bạn chọn tiếp vào phần project setting, tức là thiết lập thông số dự án. Ở đây cái aspect ratio này nhé, là tỷ lệ. Thì các bạn chọn là 16:9 cho video YouTube dài. Và các bạn chọn cái kích thước gọi là resolution. Resolution này thì tùy nhé. Và các bạn quay 4K hay là quay Full HD thì các bạn chọn ở đây. Ví dụ mình thường mình up lên YouTube mình chỉ để Full HD thôi. Tức là Full HD là 1920 x 1080. Chọn vào đây. Sau phần số khung hình trên giây, frame rate thì thông thường ấy, đối với vlog rồi là mấy cái video du lịch các thứ ấy, thì mình sẽ để là 24 khung hình trên giây. Và đối với những cái video hướng dẫn sử dụng sản phẩm, phần mềm các thứ thì mình sẽ để là 30 khung hình trên giây. Thế còn có một số bạn là edit video game các thứ ấy, thì các bạn có thể chọn là 60 khung hình trên giây để cho nó mượt hơn ấy, mượt mà hơn. Nhưng mà các bạn khi mà quay màn hình các thứ thì cũng phải quay ở frame rate cao, tức là quay 60 khung hình trên giây. Bây giờ mình sẽ để là 24 khung hình trên giây là mặc định. Sau đó còn cái color space này thì các bạn không cần quan tâm nhé. Còn một cái bitrate thì các bạn phải chỉnh ở khi mà các bạn ấn vào xuất bản, rồi nhấn vào OK. Bây giờ mình sẽ đưa một cái video ví dụ xuống ấy. Video ví dụ thôi, đưa xuống cho các bạn xem. Ví dụ cái video này chẳng hạn, bầu trời, OK, cái cây. Và khi mà đưa một cái video nó có cái thông số khác với thông số dự án của bạn ấy, thì các bạn sẽ phải chọn là cái phần là Keep Project Setting nhé. Các bạn đừng chọn bên này nhé. OK, các bạn chọn phần này, Keep Project Setting. Ok, sau khi các bạn edit rồi thêm hiệu ứng rồi là thêm chữ các thứ ấy, thì các bạn sẽ nhấn vào nút này là nút export nhé. Và các bạn sẽ phải tạo một cái tài khoản miễn phí khi mà các bạn dùng phần mềm thử nghiệm. Thế còn nếu mà các bạn mua tài khoản rồi ấy, thì các bạn đăng nhập vào đây nhé. Nhớ đăng nhập vào. Bây giờ Filmora 12 là nó có một cái bảng để điều khiển cái tài khoản giống như thế này. Đấy, nó lốp một tí. Và các bạn chú ý là khi mà muốn edit video, muốn xuất bản video ấy, các bạn phải có internet nhé. Đây là mình có tài khoản trọn đời. Mình ấn vào đây OK, sau đấy mình nhấn vào export. Thì sau khi các bạn nhấn vào export, bạn muốn xuất bản lên YouTube thì bạn sẽ chọn là local nhé. Trước tiên bạn chọn local, sau đấy bạn đặt tên cho cái video mà bạn xuất ra, ví dụ 1 chẳng hạn. OK, sau bạn chọn tiếp là cái vị trí để các bạn lưu ở trên máy tính của bạn. Ở đây mặc định của mình là lưu trên My Document rồi. Trong cái thư mục Wondershare thì mình cái kệ ở đây thôi. Còn nếu như bạn muốn đổi thì bạn chọn vào cái nút này nhé. Sau các bạn chọn tiếp ở phần này, tức là cái phần preset này nhé. Preset này thì bạn sẽ chọn là Match to Project Setting. Ở đây mình tạo ra nhiều cái preset nhưng mà mình chỉ chọn cái này thôi, Match to Project Setting. Ok, cái này format thì bạn sẽ phải chọn tiếp phần format này là chọn là MP4 nhé. Ở đây mình đang xuất ra cái ảnh thì nó, ở đây bạn sẽ chọn là MP4. Ok, sau khi MP4 rồi bạn chọn lại cái phần preset, tức là trước tiên thì bạn chọn format trước, nó chọn lại preset. Ở đây mình sẽ chọn lại là Match to Project Setting. Ok, tất cả những cái này xong rồi, frame rate để nguyên. Và bạn bỏ chọn cái này đi nhé, bỏ cái backup to cloud với lại cái auto highlight này đi. Mấy cái này là backup to cloud là nó sẽ lấy cái video bạn xuất ra ấy, nó up lên cái cloud của Wondershare ấy. Nhưng cái cloud đấy miễn phí chỉ được 1GB thôi, đó là nó sẽ đầy. Auto highlight thì nó sẽ highlight một đoạn nhỏ trong video của bạn khoảng mấy giây ấy. Thì bạn bỏ nó đi, tại vì cái đấy chả dùng để làm gì cả. Tiếp theo là bạn sẽ đi vào phần setting. Và vào phần setting này để bạn chỉnh cái bitrate. Bitrate là ở chỗ này nhé. Đầu tiên bạn chọn là bitrate mode, thì bạn sẽ chọn cho mình là bitrate cố định nhé, constant bitrate. Sau đó bạn tăng cái bitrate này lên. Ở đây nó là 8.000 và bạn tăng lên là 20.000 nhé, 15.000 hoặc 20.000 cho những video YouTube dài là chất lượng nó sẽ ok. Bạn chọn 20.000, sau đó bạn nhấn vào apply. Đó, như vậy là xong. Bây giờ bạn sẽ nhấn export là bạn sẽ xuất bản được cái video YouTube, video dài cho YouTube. Ok, đây là cái video nó xuất bản xong rồi. Và để xem cái video đó thì các bạn ấn vào đây nhé, open folder nhé. Open folder. Ok. Và đây là cái video ví dụ 1, mình sẽ play các bạn xem. Chất lượng nó rất là ok. Đó, đây là cái video mình xuất ra, bây giờ mình có thể up lên YouTube. Đây là cái thứ nhất nhé, xuất bản video cho video YouTube dài. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nào để xuất bản video cho YouTube Short. Thì vẫn như này, vẫn như này nhé. Đây là cái dự án, ví dụ mình muốn tạo cái dự án này. Cái này thì coi như là cái tỷ lệ khung hình ngang rồi, nhưng mà mình muốn tạo cái video dọc. Thì bây giờ mình sẽ phải đổi cái thông số dự án trước. Đổi thông số dự án bằng cách là mình có thể ấn vào file, mình chọn project setting nhé. Đây là một cách, hoặc cách thứ hai là mình ấn vào cái nút này nhé, cái nút máy tính ở đây này. Ấn vào đây, ấn vào cái nút máy tính này, sau đó mình ấn vào đây change project aspect ratio. Nó vẫn như nhau thôi, nó vẫn hiện ra một cái bảng như này. Sau đó là các bạn sẽ đổi cái tỷ lệ aspect ratio. Để làm video short thì các bạn có thể chọn hai cái này, 11 hoặc là 9:16 nhé. Thì nếu mà bạn chọn 11 thì nó sẽ cho cả ba nền tảng luôn, YouTube Short, TikTok và Instagram. Còn nếu như mà bạn chọn cho Short hoặc là cho TikTok không thôi ấy, mà không cho Instagram thì các bạn có thể chọn 9:16. Bởi vì 9:16 thì nó sẽ kiểu dài hơn một tí, còn 11 thì nó sẽ bị vuông đây và nó sẽ đen đen ở hai bên. Thì mình sẽ chọn 9:16 cho các bạn xem nhé, YouTube Short và TikTok. Ok, còn ở phần dưới này, phần resolution, tức là phần kích thước của video, cũng tương tự như cái vừa rồi là các bạn có thể chọn Full HD hoặc là 4K. Full HD thì chỗ này nhé, 1080 x 1920, nó ngược lại so với cái tỷ lệ video ngang. Thế còn 4K thì như này, hoặc là bạn có thể đặt tùy chọn. Nhưng mà thông thường ấy, mình sẽ để là Full HD chỗ này. Frame rate thì bạn vẫn để 24 khung hình trên giây hoặc là 30 để tùy. Và các bạn ấn vào OK. Và bây giờ bạn sẽ phải edit lại cái video này. Tức là cái video này là video ngang, đâm ra đưa lên cái tỷ lệ dọc thì nó sẽ bị đen ở trên ở hai đầu như thế này. Thì các bạn có thể kích chuột phải vào đây, các bạn chọn là crop to fit. Crop to fit để bạn kiểu cho nó full màn hình ra. Đây là một cách. Còn nếu như bạn quay video dọc ở trên điện thoại bạn đưa vào ấy, thì bạn không cần phải crop to fit gì cả. Ok, coi như là xong rồi. Ví dụ đây là edit như này xong. Thì bây giờ bạn sẽ nhấn tiếp vào export và bạn sẽ làm lại đúng như các bước vừa rồi nhé, tương tự như thế. Bạn nhấn vào export. Ok, ở cái cửa sổ này thì bạn chọn tiếp là format là MP4 và phần preset này bạn sẽ ấn vào đây. Bạn sẽ chọn là Match to Project Setting nhé, giống như là thông số của dự án. Ấn vào đây và bạn nhớ đặt tên nó. Ví dụ đây mình sẽ đặt tên là ví dụ 2. Ở dưới này thông số này giữ nguyên nhé. Sau đó bạn nhấn vào setting phần này. Nhấn vào setting và bạn chọn lại tăng bitrate lên. Bình thường cái bitrate này bạn cứ chọn là cố định, bitrate cố định, và tăng cái số này lên là 20.000. Hoặc là nếu như bạn muốn tiết kiệm dung lượng file ấy, hoặc là muốn file nó nhỏ hơn ấy, bạn có thể chọn 15.000 thì cái chất lượng nó cũng tương tự xem. Các bạn ấn vào apply, sau bạn nhấn vào export. Ok, như vậy là bạn đã xuất bản xong cái video cho YouTube Short và TikTok. Bây giờ mình sẽ mở cái folder này ra nhé, mở thư mục này ra cho bạn xem. Tại vì có nhiều bạn thì kiểu cứ không edit chuẩn ấy, thế là các bạn xuất ra ấy, thì kích thước nó không được full màn hình ấy, các bạn lại hỏi mình. Đây, ví dụ 2 này, mình kích đúp vào. Đó, Tỷ lệ dọc thì nó sẽ như này. Thế còn nếu mà bạn tỷ lệ vuông thì nó sẽ vuông ở chỗ này, nó to hơn một tí. Đây là cho TikTok và cho YouTube Shorts nhé. Thế còn nếu như bạn muốn cho Instagram thì đơn giản thôi. Ở cái này bạn sẽ đổi lại cái này, tỷ lệ này, trend project, aspect ratio bạn đổi lại này thành 11 này. Và cái kích thước resolution là cái kích thước của video ấy, bạn để là 1080 x 1080, như vậy ok. Và ấn vào ok. Và phần xuất bản thì các bạn cũng như thế. Ở đây nhé, bạn đổi sang vuông này nó sẽ rộng hơn này. Bên trái và bên phải này có cái khoảng đen này thì các bạn lại kích chuột phải vào đây, các bạn chọn crop to fit thì nó sẽ rộng hơn được một tí. Cái đấy là tùy thôi. Các bạn có thể chọn tỷ lệ 11 hoặc là tỷ lệ 9:16 thì đấy thì tùy. Ok. Đó, đơn giản thôi, đấy là cách làm nào để xuất bản video với Filmora 12 cho tất cả các cái nền tảng. Mình hy vọng là video này hữu ích với các bạn. Nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào ấy thì các bạn có thể comment bên dưới, mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn. Nếu bạn nào mới đến kênh của mình ấy, thì nhớ đăng ký kênh của mình để xem những video tiếp theo, mẹo về Filmora, edit video rồi làm YouTube các thứ. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye.